Sáng ngày 31 tháng 8, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hội An phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố tổ chức Ngày hội Việc làm và Khởi nghiệp lần thứ tư năm 2023. Tham gia ngày hội có 12 doanh nghiệp và cơ sở đào tạo tuyển dụng lao động trong và ngoài tỉnh đã trực tiếp giới thiệu mô hình hoạt động, giao lưu phỏng vấn và tư vấn học nghề, tìm việc làm cho lực lượng lao động trẻ có nhu cầu. Tại ngày hội còn tổ chức trưng bày, giới thiệu và quảng bá, mua bán các sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm sạch và đặc sản của Hội An được chị em phụ nữ và các bạn đoàn viên thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, sản xuất và chế biến phục vụ nhân dân và du khách, v.v. Với nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích, ngày hội thực sự là cơ hội tạo việc làm cho lực lượng lao động trẻ, tạo sức lan tỏa và phát triển mạnh mẽ, phong trào khởi nghiệp cho chị em phụ nữ và thanh niên, góp phần phục hồi nhanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố.